Vâng, mến chào tất cả các bác nhé. Thì em mới về được một con G901, đó là G9000. Con này bản xuất cho châu Âu nên là nó có tên là G901. Còn xuất Mỹ là nó sẽ có tên là G9000. Con này thì đó máy bay về cực mới nha bác, cực kỳ xuất sắc luôn và giá cực kỳ tốt. Các bác thấy em nó lên đèn là một bốn cái cửa sổ này các bác, sơn tròn và hai bóng đèn hai bên sáng cho cái phần phía dưới này, rất xuất sắc luôn nha. Đây con thay đồ mới nè, nấm béo nha các bác, nấm béo nha, giá rất là tốt để các bác mình sở hữu nha. G9000 khủng long nhà xanh xui 680W, nghi hay bài đẹp. Con này thì đang giao các bác là 73 triệu nha các bác, giá cực cực tốt để các bác sở hữu nha. Các bác là nhân te thì alo cho em. Những con này thì nó được săn lùng rất là nhiều, giờ nó khan hàng các bác. G9000 mà nhiều chỗ họ bán kinh lắm, các bác cứ tham khảo thoải mái nha. Vừa rồi em có về một con G9000 cũng có bác chủ lấy rồi, nhưng mà con trước thì giá nó cao hơn một tí là vì đấu cam. Con này về sau, con này bản châu Âu, xuất châu Âu, vẫn là 4 cầu điện, rất mới nha, có thể bỏ zin của nó nha. Hai cầu loa, hàng đấu mạng về các bác biết rồi, tất cả em bao zin tuyệt đối nha. Máy đẹp đấy, con này máy rất đẹp nha. Đặc trưng ở bản châu Âu là nó sáng, cửa sổ cực kỳ sáng nha. Bản nấm dày nè bác, bản nấm dày, bản kim cương bóng này. Cái bản nấm mỏng thì nó không có đẹp bằng bản nấm dày nha. Mà có nghĩa là cái viền trước nó dày này, gọi là nấm béo, nấm gầy á. Bản nấm mỏng hơn nó gọi là nấm gầy, nó sẽ không bắt mắt hơn bằng những dòng kia bản này nha. FM bên bay này các bác. Có thấy đồ đẹp chưa? Xuất sắc luôn nha. 73 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, giá em cân đối cũng như là hợp tốt nhất để các bác mình sở hữu nha. 4 cầu điện 680W. Vâng, mời các bác cùng xem, em cũng đã mở ốc sẵn rồi nha. Đẹp lắm. Ngất ngay luôn, tại vì một tay que một tay mở các bác. Mời các bác cùng ngắm lại vị đẹp của em nó nha. 73 triệu bao gồm phí ship. Đây. Đây cầu chì sứ nguyên bản của nó nha. Tổ nguồn tăng phô đồ éo mánh luôn. Đây phần sexy 7 màu, rò đài sáng tròn từ những con ốc này các bác cầm này. Bóng đèn zin theo máy luôn nha. Quan thay đồ mới này, sáng tròn luôn nha. Sexy này. Nguyên cầu chì zin sứ theo máy luôn. Bác nào sưu tầm em G9000 này thì alo cho em nha. Rất mới nha các bác. Bảy mươi ba triệu bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 500.000, còn 72 năm thì đỡ tốn tiền phí thu hộ các bác. Chứ thu hộ tiền mà mấy chục triệu thì nó lấy 1% thì nó cũng vậy, nó cũng gần cỡ 500.000 tiền thu hộ rồi. Còn bác các bác cọc tiền thì cọc 10% trở lên, lưu ý nó sẽ mất phí thu hộ. Khi mà thu hộ tiền thì nó sẽ lấy 1%, nghĩa là thu 10 triệu là mất 100.000 các bác, phí họ lấy đó. Cái công họ thu tiền họ đưa về cho em họ lấy 1% nha. Nghĩa là 10 triệu là nó phát sinh thêm 100.000. Còn chi khoản đủ thì em sẽ bớt cái tiền đó đi, thì các bác sẽ tiết kiệm được vài trăm. Còn thay ốc nguyên hết luôn nha. Nói chung là tất cả bao zin và bao đẹp của máy G9000 này để các bác mình sở hữu nha. Rất là mới luôn nha các bác.